Trung Quốc, đất nước rộng lớn nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những vách núi đá quanh co, dựng đứng. Cũng chính vì thế mà đã có rất nhiều con đường treo leo vô cùng nguy hiểm đã được xây dựng ở đất nước này. Với địa hình hiểm trở, điều kiện thi công khó khăn như thế, nhưng bằng một cách nào đó, những con đường này vẫn được hoàn thành, khiến người ta không khỏi nể phục. Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng Hightech Amazing đi khám phá những con đường nguy hiểm bậc nhất ở Trung Quốc nhé! Đường hầm Quách Lượng. Nằm chênh vênh trên núi đá, tại ngã ba chỗ giao nhau giữa tỉnh Sơn Tây và Hà Nam của Trung Quốc, làng Quách Lượng được bao quanh bởi những ngọn núi lớn, thế núi dựng thẳng đứng, cao ngút ngàn tầm mắt. Trước đây, ngôi làng hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, bởi để lên đến ngôi làng này, chỉ có duy nhất một con đường mòn được biết đến như là thang lên trời, với 720 bậc đá dựng đứng và không có lan can. Điều này đã khiến mọi sinh hoạt trong làng trở nên vô cùng khó khăn. Chính quyền địa phương từ chối tài trợ tiền xây đường chỉ để phục vụ cho 350 người sống ở Quách Lượng tại thời điểm đó. Chính vì vậy, những người dân nơi đây sau khi họp làng đã quyết định tự đào một đường hầm xuyên núi để kết nối làng Quách Lượng với thế giới bên ngoài. Mặc dù không hề có bất kỳ kinh nghiệm hoặc kiến thức kỹ thuật nào, song 13 người dân khỏe nhất của làng Quách Lượng vẫn tình nguyện bắt đầu công việc đào hầm trên núi. Chỉ sử dụng những công cụ thô sơ như đục và búa, họ đã buộc dây thừng để đi xuống sườn núi Thái Hành Sơn, chạm khắc từng chút một vào trong các vách đá. Ở giai đoạn khó khăn nhất, phải mất đến 3 ngày, 13 người mới đào thêm được 1 mét đường hầm. Thật không may, 7 người đã chết trong quá trình xây dựng, nhưng những người còn lại đã không bỏ cuộc. Không có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, họ đã khoan 12 tấn đá và dùng hết 4.000 chiếc búa. Khi đường hầm về cơ bản đã hình thành, càng có nhiều dân làng tham gia góp sức. Trong vòng 5 năm từ năm 1972 đến năm 1977, đường hầm Quách Lượng dài 1.250m đã được hoàn thành. Lần đầu tiên, ngôi làng Quách Lượng hẻo lánh có thể được tiếp cận với thế giới xung quanh. Đường hầm rộng khoảng 4m, vừa đủ để hai chiếc ô tô tránh nhau. Có khoảng 30 cửa sổ với các hình dáng và kích cỡ khác nhau. Ban đầu, chúng được tạo ra với mục đích loại bỏ đất đá đào bới bởi nhóm xây dựng, nhưng giờ, các cửa sổ này có tác dụng đón ánh sáng vào đường hầm. Điều đáng nói ở đây là đá tại vùng núi này thuộc loại đá trầm tích có độ cứng cấp 8,3, vậy mà họ lại có thể đào thủ công hoàn toàn như vậy. Thật đáng khâm phục! Đây là một trong 10 cung đường dốc nhất thế giới và cũng được biết đến như một con đường mà người lái xe không được phép sai lầm. Ngày nay, Quách Lượng trở thành điểm đến của khách du lịch bởi sự hấp dẫn của đường hầm này. Nhiều người dân làm việc ở tỉnh ngoài đã trở về làng để kinh doanh, phát triển du lịch. Đường lên núi hình chữ Z. Trong những ngày vừa qua, đoạn video về con đường hình chữ Z ở làng Minzu, huyện Vô Tích ở Trùng Khánh của Trung Quốc liên tục nhận được bão like từ cộng đồng mạng. Nó đã trở thành một địa điểm mới để những người đam mê khám phá tới để check-in. Con đường trong video được người dân địa phương gọi là đường Token Stone, theo tên của hai tảng đá cao 1.000m dựng thẳng đứng ở bên đường. Con đường này là lối đi duy nhất ra khỏi cộng đồng người Thiên Bình ở làng Minzu với tổng chiều dài 3,7 km và vốn đầu tư hơn 6 triệu nhân dân tệ. Tính từ chân núi lên đến đỉnh núi, con đường dài 453m được kẹp giữa những phiến đá, được xây dựng từ năm 2012 nhưng mãi đến năm 2019 nó mới được làm lại bằng bê tông. Hầu như tất cả các khúc cua ở đây đều có độ dốc 40 độ trở lên. Thậm chí, ở khúc cua số 6, độ dốc đã vượt quá 70 độ, thực sự rất đáng sợ. Do địa hình hiểm trở cộng với độ dốc quá lớn nên con đường phải được xây dựng thành hình chữ Z, có tổng cộng 18 khúc cua. Con đường này đã giúp 137 cư dân từ 37 gia đình của cộng đồng thiểu số Thiên Bình kết nối với thế giới bên ngoài. Nếu bạn là một người đam mê lái xe trên những cung đường mạo hiểm thì con đường này sẽ là một thử thách cho lòng can đảm của bạn. Để lái xe lên thì bạn không chỉ phải có kỹ năng lái xe xuất sắc mà còn phải có một phẩm chất tâm lý thật vững vàng. Ngay khi con đường được hoàn thành, nó đã thu hút rất nhiều những người đam mê lái xe mạo hiểm đến đây để thử thách khả năng lái xe của mình. Và đa số thì đều phải bỏ cuộc ngay từ những khúc cua đầu tiên. Địa hình dốc và cấu trúc đặc biệt của con đường này cũng thu hút rất nhiều các nhiếp ảnh gia nghiệp dư đến đây. Nếu bạn có cơ hội đến Trùng Khánh, bạn có một lần dám thử lái xe trên đoạn đường này không? Hãy để lại ý kiến của các bạn cho chúng mình biết nhé!
đường rồng cuộn, con đường bằng kính dành cho người đi bộ ở độ cao hơn 1.400m, chỉ nhìn ảnh thôi cũng khiến nhiều người cảm thấy chóng mặt. Nằm tựa núi Thiên Môn, tại công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, con đường thủy tinh dài 100m và rộng 1,6m được gọi là Coiling Dragon Cliff Walk vì trông giống một con rồng cuộn mình quanh núi. Với những người mắc chứng sợ độ cao thì có lẽ con đường thủy tinh này giống như cơn ác mộng tồi tệ nhất. Khi nằm ở độ cao 1.403m bên cạnh một ngọn núi quanh co cao ngút và việc nó được làm bằng kính khiến độ đáng sợ lên đến tột đỉnh. Rồng cuộn vách núi chắc chắn không phải là dành cho những người nhút nhát, nhưng bất cứ ai có đủ lòng can đảm để bước chân trên lối đi này sẽ được thỏa mãn với trải nghiệm có 102, hướng tầm mắt ra xa và thưởng lãm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Chính quyền tỉnh Hồ Nam hy vọng khi xây dựng con đường này sẽ thu hút được hàng ngàn du khách tới đây ngắm cảnh. Tương lai mở ra có vẻ sáng lạn, nhưng thực tế việc xây dựng lại vô cùng nguy hiểm. Đó là bởi vì họ đang xây dựng một con đường ở độ cao hàng nghìn mét so với mặt đất. Không có thiết bị bảo hộ hay dây an toàn, chỉ có những chiếc mũ cứng để bảo vệ nếu họ bị ngã. Những người công nhân này dành cả ngày để làm việc trên vách núi với những chiếc xe cút kít chở đầy xi măng trên một lối đi bằng gỗ ọp ẹp. Trong những hình ảnh khác, có thể thấy những người công nhân làm việc trên giàn giáo bằng kim loại rỉ sét được họ đóng vào sườn núi để mở rộng lối đi. Tỉnh Hồ Nam nổi tiếng với những ngọn núi trải dài qua hầu hết tỉnh và công viên quốc gia ở đó đã thu hút hàng nghìn du khách. Chính quyền địa phương đã cố gắng tận dụng sự nổi tiếng này bằng cách xây dựng một loạt đường núi quanh co và lối đi bằng kính dọc theo một số mặt của vách đá. Một lối đi có đáy bằng kính khác được xây dựng ở huyện Bình Giang vào năm 2014, lơ lửng cách mặt đất 600m. Nó thực sự là một cây cầu treo trải dài giữa hai đỉnh núi. Bởi vì chỉ được giữ bằng dây cáp thép neo và những tảng đá xung quanh, cây cầu lắc lư khi gió thổi khiến nó đặc biệt kinh hãi đối với khách du lịch qua đây. Vì vậy, nhiều du khách đã bị mắc kẹt trên cầu, tê liệt hai chân vì sợ hãi. Ban quản lý khu du lịch đã phải thuê những nhân viên được đào tạo đặc biệt để giúp họ sang bờ bên kia. Cầu thang lên trời. Trong số các bạn, chắc hẳn có nhiều người biết đến làng Atule, ngôi làng được mệnh danh là nghèo khổ nhất Trung Quốc. Atule, ngôi làng 200 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên, từng nổi đình đám trên nhiều tờ báo quốc tế khi những bức ảnh chụp cảnh các em nhỏ đi học được chia sẻ vào năm 2016. Theo đó, trong ảnh là cảnh những đứa trẻ đang trèo từ trên núi xuống bằng những chiếc thang treo tranh vênh, cách duy nhất kết nối giữa ngôi làng và thế giới bên ngoài. Những chiếc thang này còn được người trong làng gọi là thang lên trời. Để leo từ trên làng xuống dưới, người dân phải mất tới 3 giờ đồng hồ. Khi có nông sản tự sản xuất được, họ cũng phải leo xuống dưới bằng chiếc thang này để đi bán ở khu chợ gần nhất, cách đó vài cây số. Cuộc sống vô cùng khó khăn đối với 84 hộ nghèo của thôn. Làm thế nào để cải thiện cuộc sống của họ là mối quan tâm lớn của chính quyền địa phương. Vào tháng 5 năm 2016, tỉnh Tứ Xuyên đã chi 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 147.000 đô la, để dựng thêm một chiếc thang thép 2.556 bậc có tay vịn, rút ngắn thời gian di chuyển đến thị trấn gần nhất từ 3 giờ xuống còn 1 giờ. Cầu thang mới có vẻ đã chắc chắn và an toàn hơn, nhưng việc đi lại vẫn không hề dễ dàng, chỉ sơ sẩy một chút thôi là bạn sẽ lăn như một quả bóng. Xem ra, người Trung Quốc rất thích chọn những nơi xa xôi, hẻo lánh, cô lập với thế giới bên ngoài để sinh sống các bạn nhỉ. Người dân ở những ngôi làng này cho biết tổ tiên của họ đã chọn những nơi này để tránh xa chiến tranh và những cuộc xung đột bộ tộc. Chính phủ Trung Quốc đã tìm cho họ nơi định cư mới để thuận tiện đi lại, nhưng không phải ai cũng muốn bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ngày nay, những ngôi làng này đều trở thành những điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch, đem về thu nhập cho những người dân trong làng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của HiTech Amazing.